nhá, cái như thằng rời với cô Duyên. Hụ cái bắt tụi bay ôm, quảng hồ quá ôm, tụi bay hôn, quảng hồ quá hôn, bây giờ là tụi nó đang run run rẩy với nhau. Không nói nên lời. Bình thường thì tụi nó miệng hùm gan sứa lắm, vậy mà chỉ cần mình hù một cái thôi là chết ngát liền. Giỡn hoài, chính. Chính, đừng giỡn. Tỉnh dậy chính. 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 Sao vậy chính? Sao xỉu ngang vậy? Em thấy anh hơi buồn. Anh thấy em hơi buồn. Nhưng anh buồn hơn em. Nhưng anh thấy em buồn hơn anh. Hai ta buồn như nhau. Chính. Chính chính. Chết. Bà Chính mới bị gì vậy? Chính đâu có bị gì đâu. Thiệt ra thì Chính đang xỉu đó. Chính đang xỉu? Mà tại sao Chính xỉu? Chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng. Lúc nãy thấy Chính đang ngồi cười ha há, lại giỡn chơi xíu. Hù! Chính xỉu luôn. Thôi, bà Chính mà tuổi cao sức yếu, tôi gọi giật mình ông hù sao mà Chính mà chết luôn sao? Cũng đang nghĩ là chắc đi luôn rồi đó. Trời, trời, phải làm cho bà tỉnh lại. Giỡn. Kêu là tỉnh liền. Chính. 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 Hư hao tài sản mà không tỉnh luôn. Mình sử dụng biện pháp mạnh đi. Biện pháp mạnh à? Nhớ hồi nhỏ ngất xỉu là giật tóc mai. Giật tóc mai? Đó đó tôi xin. Giật đi. Không tỉnh luôn. Cũng bộ mà ngang. Vậy mình sử dụng phương pháp khác mạnh hơn đi. Mạnh hơn. Giật lông mày. Giật lông mày. Đợi xíu. Không tỉnh luôn. Ước tính tầm 3 cm. Mình mạnh hơn nữa đi. Giật lông mi. Giật lông mi, được. Trời. Hiệu nghiệm chưa? Hiệu nghiệm rồi đó. Sao con mắt của tôi giống như không thấy được? Sao mắt tôi nó kỳ kỳ vậy? Ủa? Mấy đứa ơi. Dạ dạ. Con giùm bên này còn lông mi đấy không? Còn. Sao bên này nó kỳ kỳ vậy? Có máu vậy, cái vụ gì vậy? Ủa, lông mi tao đâu rồi? Lông mi tao đâu rồi? Trời ơi, lông mi giả đó. Giả mà nổi mày. Lông mi hiện của tao đó. Trời ơi. Chính ơi, Chính vi diệu quá. Một con mắt chỉ có một lông mi, còn con mắt của Chính mi thiệt mà tới 2 lông mi. Một cái mi thiệt, cái mi nói, nó chồng lên nhau, ông nội. Trời ơi, trời ơi, sao tụi bay cái kỳ vậy? Tụi ta đang bị gì vậy? Ai biết đâu, cô thấy Chính xỉu nằm đóng đập không vậy? Dừng. Chính ngủ. Chính ngủ. Đứa nào hù tao? Hù tao. Ai hù? Chính nằm ngủ. Không, tao xỉu. Tao xỉu có đứa hù tao rõ ràng. Mà tụi bay chơi ngu vậy hả? Nếu mà tao xỉu á, thì tại sao không giật tóc mai của tao? Vậy con giật tóc mai rồi. Rồi. Sao không giật lông mày? Ủa sao tao tù lũi chỗ này vậy? Đừng nói tao giật rồi nha. Ước chừng tầm 3 cm. Đứa nào? Trời ơi, của mày. Rồi bị cái mì với giật lông mi của tao vậy đó hả? Ừ trời, đau quá à. Thì con vô thấy Chính nằm xa lai, cô đập con kêu Chính đúng vậy. Để con bị giật mọi cách cho Chính vậy chứ. Làm rụng hết lông mi của tao à. Mà dắt đi nói. Ủa, quả báo mà. Ủa Chính làm gì hả mà quả báo? Thì quả báo nhãn tiền thấy ngay trước mắt rồi bay ơi. Tao hù con Duyên với thằng Ròm, tụi nó đang sợ. Tao biểu tụi nó hôn, tao biểu tụi nó ôm là tụi nó ôm. Tao biểu tụi nó khóc là tụi nó khóc. Ôi. Mới giờ hù tụi nó sợ rồi, bây giờ tao bị quả báo, tao bay hù lại tao đó. Thấy chưa,
Hai người hôm trước, hôm sau mình bị đó. Biết rồi. Tôi mệt hỏi lắm rồi đó. Nuốt vô. Ôi, bây giờ sao đây? Không có buồn ra được đâu. Nói nghe nè. Gì? Đi chân lắm rồi. Thôi phải gán chịu thôi. Buồn ra mà chính mới vòng lại. Bắt đồ đô 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 liền. Trời ơi, làm cái gì vậy? Chưa làm gì. Tự nhiên đàn ông đàn ôm đàn bạn gái lần sao? Trời ơi. Ủa, chứ tụi muốn hả? Ủa chứ anh tưởng em muốn hả? Bất đắc dĩ lắm á. Ủa không muốn bắt gì hả? Buông ra. Đừng manh động. Núp vô đi. Kiếm chỗ trốn đi. Đúng rồi, trốn đi. Chứ một hồi nữa chính tới là chết liền. Bắn đu liền. Chính bị dọa thôi. Trời ơi, không có đâu. Nhìn cái nét mặt đó của chính không phải là dọa đâu. Có thể là làm thiệt đó. Làm thiệt á? Chính có thể xuất hiện đâu cũng bất ngờ. Rất bất ngờ. Có thể nhảy từ đầu rồi nhảy xuống luôn á. Kìa. Hên quá, không phải chính. Ai trời ơi, chính là không có tàn trữ không khí gì đâu. Không có sợ. Có không? Không có. Thôi, ai làm chứng? Tao biết. Tôi làm chứng. Thiệt không? Không. Chính chị dọa cho mấy người sợ thôi. Em thấy anh hơi buồn. Anh thấy